Dị ứng thời tiết ở trẻ nhỏ chính là những phản ứng chống trả của cơ thể của trẻ trước các tác nhân bên ngoài môi trường, khí hậu. Những biểu hiện chung của dị ứng thời tiết là nổi những vết mẩn đỏ gây ngứa ngáy, làm cho bé cảm thấy khó chịu. Thời tiết giao mùa chính là lúc trẻ rất dễ bị dị ứng thời tiết. Dị ứng thời tiết ở trẻ gây ra những tác động tiêu cực đến tâm lý và sinh hoạt hàng ngày của trẻ cũng như gia đình, vì thế cần nhận biết và khắc phục kịp thời. Thời tiết mùa xuân với mưa phùn, nồm, không khí ẩm ướt tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn, virus, nấm mốc gây bệnh phát triển, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của trẻ nhỏ, trong đó có dị ứng thời tiết ở trẻ. Làm sao để phòng tránh và điều trị đúng cách là câu hỏi nhiều phụ huynh đang rất quan tâm. Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại cùng với chương trình Khỏe để sống vui. Và thưa quý vị, có lẽ ở thời điểm hiện tại thì cũng là thời điểm thay đổi thời tiết rất là nhiều, khi mà tình trạng nồm ẩm, nhiệt độ thay đổi thất thường cũng đã xuất hiện. Và thời điểm này thì trẻ nhỏ cũng sẽ dễ gặp phải những vấn đề, những cái tình trạng dị ứng thời tiết. Vậy thì vì sao lại có những cái triệu chứng này xuất hiện và cách phòng ngừa như thế nào để cho trẻ nhỏ có được một thể trạng tốt nhất? Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với một bác sĩ để có thể giải đáp thêm về những vấn đề này cũng như những thắc mắc này từ các bậc phụ huynh. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Sĩ Đức đến từ Bệnh viện Nhi Trung ương. Xin chào anh. Vâng, xin chào MC Phương Thúy và chào các bạn đang xem chương trình. Vâng, thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn một chút về dị ứng thời tiết là gì và tại sao khi thời tiết giao mùa, đặc biệt là vào thời điểm mà không khí nồm ẩm như thế này thì lại xảy ra nhiều hơn những tình trạng như vậy ạ? Thực ra thì dị ứng thời tiết là một cái thuật ngữ mà chúng ta thấy là ở cộng đồng hay sử dụng. Tuy nhiên đối với y học thì chúng tôi không có một cái mã ICD cho cái bệnh lý người ta gọi là bệnh lý dị ứng thời tiết. Thực ra thì chúng ta thấy rằng là khi mà thời tiết thay đổi, đặc biệt ở Hà Nội, đặc biệt ở các khu vực phía Bắc, thì thấy rằng là trẻ có thể xuất hiện một số các triệu chứng như là hắt hơi, như là chảy mũi, như là ngứa mũi, hoặc là một số trẻ có thể nổi các cái mẩn ngứa, thì chúng ta gọi đấy là dị ứng thời tiết. Tuy nhiên cái căn nguyên sâu xa nó lại không phải là vấn đề thay đổi từ nóng sang lạnh, mà cái căn nguyên sâu xa đấy là sự thay đổi các cái thành phần trong không khí. Chúng ta thấy rằng là ở khu vực phía Bắc vào mùa hè thì khi mà thời tiết ấm nóng lên thì đấy là lúc đấy các cái loài hoa phát triển, cái nồng độ phấn hoa ở trong cái không khí nó tăng lên. Còn về cái mùa nồm ẩm này, cái nấm nó phát triển rất là nhiều. Sự phát triển của các loại nấm đấy nó sẽ làm có tăng cái nồng độ nó trong không khí và tăng cái nguy cơ dị ứng, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà trước đây đã có cái cơ địa dị ứng rồi, thì khi mà gì ạ, đến cái mùa đấy, đến cái thời điểm đấy xuất hiện các cái phấn hoa đấy, xuất hiện các cái nấm đấy, thì nó sẽ là xuất hiện các triệu chứng mà chúng ta gọi là dị ứng thời tiết đấy. Vâng, vậy thì dị ứng thời tiết đối với các trẻ ở những độ tuổi khác nhau thì có những điểm khác biệt gì không thưa bác sĩ? Và đặc biệt là ở đối tượng trẻ sơ sinh, khi mà nhiều người thường cho rằng là dị ứng ở trẻ sơ sinh có thể dễ nhầm với các cái triệu chứng bệnh lý khác. Thực ra thì các triệu chứng dị ứng ở các lứa tuổi cơ bản là giống nhau, vì cái cơ chế liên quan đến giải phóng cái histamine, và cái việc giải phóng histamine nó sẽ gây ra các triệu chứng. Giả sử như thực ra chúng tôi sẽ hay gặp nhất đấy là cái trường hợp gọi là viêm mũi dị ứng. Ở đấy thì đứa trẻ có thể có hắt hơi, có thể có chảy mũi, rồi có thể có ngứa mắt, rồi những đứa trẻ có thể có đau rát ở trong vòm họng. Thực ra thì ở trẻ sơ sinh chúng ta thấy rằng là khi mà cái triệu chứng của dị ứng nó có thể xuất hiện như là các loại chàm, đặc biệt là chúng ta thấy rằng là cái viêm da cơ địa xảy ra ở lứa tuổi trẻ sơ sinh rất là nhiều. Và khi mà thời tiết chuyển lạnh thì tình trạng là cái viêm da cơ địa nó có thể nặng lên. Một đứa trẻ có thể đang ổn định nhưng mà khi chỉ cần thời tiết chuyển lạnh thì cái tình trạng viêm da cơ địa có thể nổi bật lên. Hoặc là khi mà thời tiết chuyển nóng thì một số đứa trẻ có thể xuất hiện các cái sẩn ngứa. Nó cũng là một cái loại dị ứng thôi. Vâng, vậy thì cụ thể hơn về các triệu chứng của dị ứng thời tiết ở trẻ sẽ là gì? Bác sĩ có thể thông tin rõ hơn được không ạ? Vâng ạ, các triệu chứng mà hay gặp nhất chúng tôi chia làm hai nhóm. Cái nhóm thứ nhất là liên quan đến triệu chứng về da, và nhóm mà hay gặp nhất là liên quan đến các triệu chứng của đường hô hấp. Chúng ta thấy chỉ cần thời tiết thay đổi, chỉ cần thấy rằng là cái độ ẩm trong không khí tăng lên chẳng hạn, đấy thì một người mà có cơ địa dị ứng có thể xuất hiện các triệu chứng đấy. Và người ta chia ra là dị ứng có thể theo từng mùa, có nghĩa là cứ đến cái mùa đấy, cứ đến cái thời điểm đấy thì bệnh nhân sẽ xuất hiện các triệu chứng đấy. Vậy thì các triệu chứng đường hô hấp gồm những triệu chứng gì? Thứ nhất là gì ạ? Đứa trẻ có thể hắt hơi, đấy là triệu chứng khá là thường gặp. Rồi chảy mũi, rồi ngứa mũi. Những đứa trẻ có thể có thấy ngứa mắt, có thể có đỏ mắt, và một số đứa trẻ có thể có thấy ngứa ở vòm họng. Còn nhóm triệu chứng về da thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Có thể là nổi trội là các cái sẩn như chúng ta ngày xưa hỏi gọi là sẩn mấy đay ấy, cái sẩn nó nổi sờ lên, gờ lên trên mặt da, nó gây ngứa cho đứa trẻ. Hoặc một số đứa trẻ viêm da cơ địa, nó có thể có cái tình trạng gọi là đợt cấp của cái viêm da cơ địa. Vâng, vậy với những cái triệu chứng như bác sĩ vừa chia sẻ nói trên thì có thực sự nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ nhỏ hay không, và liệu rằng nó có thể để lại những cái hậu quả nghiêm trọng nào cho trẻ thưa bác sĩ? Như chúng ta đã biết thì các triệu chứng dị ứng
nó có thể tùy từng vào bệnh nhân thì có thể kéo dài. Có những bệnh nhân có thể kéo dài 1 ngày, 2 ngày, có những bệnh nhân có thể 1 tuần, 2 tuần, và có những bệnh nhân có thể kéo dài hơn, tùy thuộc vào cái việc bệnh nhân có còn tiếp xúc với các cái dị nguyên đấy hay không. Đấy, nếu như bệnh nhân vẫn còn tiếp xúc dị nguyên thì sẽ vẫn tiếp tục còn triệu chứng, và khi các triệu chứng đấy kéo dài nó có thể gây ra một số ảnh hưởng tới đứa trẻ. Ví dụ như là các triệu chứng của đường hô hấp, một cái tình trạng chảy mũi, hắt hơi kéo dài, nó có thể gây ra là gì ạ? Gây ra các tình trạng viêm mũi mãn tính, rồi là viêm xoang, hoặc là cái tình trạng bội nhiễm khi mà đứa trẻ chảy mũi kéo dài. Từ lúc đầu nó không phải là cái căn nguyên virus vi khuẩn, nhưng sau đấy nó có thể bội nhiễm thêm virus vi khuẩn, gây ra tình trạng viêm mũi. Còn về các triệu chứng về da như là gì ạ? Sẩn ngứa, như là các cái ban đỏ, hoặc là những đứa trẻ mà gì ạ? Viêm da cơ địa. Viêm da cơ địa, đặc biệt là khi các tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng, nó có thể xảy ra các đợt cấp. Đứa trẻ có thể có tình trạng loét, có thể có chảy máu và làm đứa trẻ rất khó chịu và có thể bội nhiễm ở các vị trí đấy. Ngoài ra khi một đứa trẻ ngứa, cái sẩn ngứa nó sẽ gãi, nó sẽ gãi rất là nhiều. Và cái việc gãi nhiều đấy nó có thể gây ra chảy xước, rồi gây ra nhiễm trùng tại các vị trí gãi đấy. Và thực ra chúng tôi đã từng gặp những bệnh nhân từ cái vị trí gãi đấy nó có thể gây ra tình trạng nhiễm khuẩn huyết. Thế nhưng mà cái tỷ lệ đấy nó xảy ra khá là thấp. Còn một cái nữa, và đấy là khi mà cái tình trạng dị ứng thì đứa trẻ sẽ ngứa. Đặc biệt là khi đêm về, nó sẽ ngứa nhiều. Và ngứa nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ, tới sinh hoạt, tới ăn uống, tới học tập của đứa trẻ. Một đứa trẻ mất ngủ thì nó cũng sẽ gì ạ? Stress, rồi là căng thẳng, mọi thứ, chất lượng học tập, mọi thứ của nó sẽ giảm đi. Vâng, như vậy là chúng ta đều thấy rằng không hề nên chủ quan trước những cái triệu chứng của dị ứng thời tiết, bởi vì nó có thể để lại những cái biến chứng vô cùng nguy hiểm cho trẻ về sau. Và vậy thì những cái biến chứng đó là gì và mức độ nguy hiểm của nó như thế nào? Xin mời quý vị khán giả cùng với chúng tôi tìm hiểu thông qua một đoạn clip ngay sau đây. Dị ứng thời tiết nổi mề đay và dị ứng thời tiết nổi mần đỏ là hai dạng bệnh thường gặp. Ở giai đoạn cấp tính, bệnh kéo dài trong 24 giờ hoặc dưới 6 tuần, gây ra các triệu chứng khó chịu, ngứa ngáy. Nếu bệnh chuyển sang giai đoạn mãn tính, bệnh có thể gặp tình trạng phù nề niêm mạc mắt, tụt huyết áp, sốc phản vệ và có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy, dị ứng thời tiết trẻ em ở giai đoạn đầu cần được điều trị kịp thời để tránh bệnh nặng và khó điều trị hơn, dễ gây ra biến chứng, thậm chí có thể nguy hiểm tới tính mạng. Vâng, chúng ta đều thấy được mức độ nguy hiểm cũng như là những cái biến chứng có thể để lại những hệ lụy cho con trẻ nếu như mắc phải dị ứng thời tiết trong thời gian dài và không có những cái phương hướng điều trị đúng cách. Vậy thì khi thấy con gặp các biểu hiện dị ứng thời tiết thì các bậc phụ huynh cần có những bước xử trí như thế nào thưa bác sĩ? Bước đầu tiên, nguyên nhân chính là đứa trẻ tiếp xúc với kháng nguyên. Đấy, kháng nguyên đấy thì chúng ta sẽ phải cố gắng tìm ra nó là kháng nguyên gì. Kháng nguyên gì thì thực ra là bố mẹ có thể hỗ trợ bác sĩ tìm. Nếu bố mẹ không tìm được thì sau này nhân viên y tế sẽ cố gắng có những cái xét nghiệm để tìm được các cái kháng nguyên gây ra cái dị ứng đấy. Vậy thì cái việc đầu tiên mà khi một đứa trẻ xuất hiện cái tình trạng dị ứng, đấy là hạn chế tiếp xúc với kháng nguyên. Có nghĩa là khi chúng ta biết được đứa trẻ nó tiếp xúc với kháng nguyên nào, thì chúng ta sẽ không cho đứa trẻ tiếp xúc với cái kháng nguyên đấy nữa. Tuy nhiên thực ra thì cái vấn đề mà chúng ta đang nói đây là dị ứng thời tiết thì nó rất là khó để đứa trẻ mà không hạn chế nó, bố mẹ có thể kiểm soát nó. Tuy nhiên là chúng ta có thể một số biện pháp có thể làm để làm hạn chế vấn đề tiếp xúc với kháng nguyên. Như là chúng ta có thể, như dị ứng với phấn hoa thì chúng ta có thể đóng cửa, chúng ta có thể sử dụng máy lạnh. Hoặc là trong nhà chúng ta có thể có các cái robot hút bụi chẳng hạn, nó có thể, hoặc là máy hút bụi để hút các cái mặt nhà, hút các cái bụi rất là nhỏ mà chúng ta không thể vệ sinh được bình thường. Đấy, vấn đề thứ hai là khi mà con đã có các triệu chứng rồi, bên cạnh chúng ta không cho trẻ tiếp xúc với dị nguyên thì chúng ta cũng nên cho trẻ đi khám. Đi khám đây thì cái thứ nhất là bác sĩ sẽ chẩn đoán con có phải là bị dị ứng hay không. Có bị dị ứng thì chúng tôi sẽ có biện pháp điều trị. Và thứ hai là bác sĩ sẽ chẩn đoán phân biệt, vậy thì nó là cái triệu chứng này liên quan đến dị ứng hay là liên quan đến cái tình trạng do vi khuẩn virus, hay chúng ta gọi là tình trạng do các cái vi sinh vật, do nhiễm trùng gây ra, thì hai cái điều trị hoàn toàn khác nhau. Vâng, và riêng với những trẻ mà gặp phải tình trạng dị ứng thời tiết có thể là nổi những cái mẩn trên da hay là có những cái vết ngứa rất là khó chịu, thường con trẻ sẽ khá là bức bối trong người. Vậy thì phụ huynh cần phải lưu tâm những điều gì trong khi mà có những cái bước xử trí cho con thưa bác sĩ? Cái đầu tiên chúng ta cũng phải là cắt đứt cái liên quan đến các cái dị nguyên. Thứ hai là gì ạ? Cái ngứa đấy thì nếu như thực sự nó liên quan đến vấn đề dị ứng thì chúng ta sẽ xử lý theo hướng của dị ứng. Đứa trẻ có thể được uống các chế phẩm ức chế kháng, người ta gọi là kháng histamine, cái thuốc chống dị ứng để làm giảm cái giải phóng histamine, để làm giảm các triệu chứng ngứa đứa trẻ, thì đấy là cái điều trị quan trọng nhất. Ngoài ra bố mẹ có thể hỗ trợ cho đứa trẻ để làm giảm cái triệu chứng ngứa, và đặc biệt là chúng ta hạn chế cái việc gãi của trẻ. Đứa trẻ càng gãi thì nó sẽ lại càng ngứa. Chúng ta có thể xoa nhẹ nhàng thì nó cũng sẽ làm giảm được cái triệu chứng ngứa và nó sẽ không gây ra tình trạng ngứa nó nặng hơn, cũng không gây ra các biến chứng liên quan đến loét, liên quan đến viêm ngoài da.
Và ngoài ra là gì, một số bố mẹ có thể có cái tình trạng gọi là kiêng tắm rửa. Thực ra chúng tôi không có khuyến cáo đấy. Đứa trẻ vẫn phải được giữ vệ sinh, vẫn được giữ vệ sinh và chăm sóc như bình thường. Vâng, đó là với những cái thói quen về sinh hoạt để có thể xử trí kịp thời. Vậy thì còn với riêng chế độ ăn uống thì sao ạ? Các bậc phụ huynh sẽ cần có những lưu ý gì ạ? Về chế độ ăn uống thì chúng ta cũng sẽ có hai cái. Cũng sẽ phải là hạn chế các cái kháng nguyên, có nghĩa là có những đứa trẻ nó dị ứng với tôm, với hải sản, đặc biệt là trên cơ địa dị ứng, thì khi mà dị ứng với cái thành phần này thì chúng tôi thấy rằng là đứa trẻ có thể có nguy cơ dị ứng với các vấn đề khác. Vì thế nếu như đứa trẻ, bố mẹ mà phát hiện ra là con dị ứng với tôm, cua, cá chẳng hạn, thì trong các cái giai đoạn con đang có cái biểu hiện của dị ứng thời tiết đấy thì chúng ta phải hạn chế các thức ăn đấy. Cái thứ hai là một số thức ăn nó có thể làm tăng cái sức đề kháng, thì chúng tôi thấy rằng nó cũng có thể có phần nào giảm bớt cái vấn đề liên quan đến dị ứng của đứa trẻ. Vậy thì bố mẹ có thể bổ sung thực phẩm như rau xanh, rồi cho trẻ uống nhiều nước, rồi các thực phẩm chứa nhiều vitamin C, thì nó cũng có thể góp phần nào đấy nhỏ thôi, làm giảm bớt được các cái tình trạng dị ứng của đứa trẻ. Và một số phụ huynh cũng sẽ quan tâm đến việc rằng là khi mà da con đã có những cái triệu chứng nổi mẩn đỏ như vậy thì có nên kiêng gió không? Như bác sĩ vừa nói là kiêng nước thì không khuyến cáo, thì không biết là với gió thì như thế nào ạ? Thực ra thì cái việc kiêng nước kiêng gió nó đã lưu truyền ở trong dân gian khá là lâu rồi. Thực ra có những bệnh thì các cụ vẫn bảo là cần phải kiêng nước kiêng gió để tránh các cái biến chứng của nó. Tuy nhiên đối với y học hiện đại chúng tôi thì với các trường hợp dị ứng thì chúng tôi không có cái khuyến cáo là đứa trẻ phải ở trong phòng kín mà không phải bắt buộc phải kiêng gió. Tuy nhiên khi mà các cái việc thay đổi thời tiết rồi có những cơn gió lạnh thì thực ra đối với trẻ nhỏ thì chúng ta cũng có thể nên hạn chế. Không phải hạn chế vì cái vấn đề là cái vấn đề dị ứng nó nặng lên, mà là vấn đề là chúng ta có thể giữ gìn sức khỏe cho đứa trẻ. Vâng, cũng liên quan đến những cái kinh nghiệm dân gian mà các bậc phụ huynh có thể thường chia sẻ với nhau rất là nhiều trên các diễn đàn ở trên mạng xã hội, rằng là khi mà con gặp phải những cái vấn đề về dị ứng hay là những vấn đề về da thì có thể sử dụng mẹo dân gian như là dùng các cái loại nước tắm từ lá cho con này, có thể từ nước lá trà xanh này, hay là dùng những cái phương pháp chườm nóng nào đó để giúp cho con thuyên giảm. Thì bác sĩ đánh giá như thế nào về điều này ạ? Thực ra thì đối với trường hợp mà cách sử dụng các cái lá thì người ta cũng thấy có tác dụng, tuy nhiên nó không phải là trong cái vấn đề dị ứng, mà trong một số vấn đề liên quan đến viêm da, các vấn đề nhiễm trùng ngoài da, thì chúng ta thấy rằng là sử dụng tắm một số lá đã được các y học cổ truyền chứng minh là nó có tác dụng. Tuy nhiên đối với vấn đề dị ứng thì thực ra phần lớn là các cái lá tắm đây nó sẽ không có nhiều tác dụng đối với đứa trẻ đấy, mà cái vấn đề đấy đôi khi nó lại có tác dụng không mong muốn. Đấy là có thể làm đứa trẻ tăng cái vấn đề dị ứng nặng hơn khi nó dị ứng với các cái lá tắm đấy. Và thứ hai là khi mà các cái lá tắm đấy mà mình không đảm bảo vấn đề vệ sinh, rồi trên nền một đứa trẻ nó gãi nhiều, nó gây ra xước, thì nó có thể là một cái yếu tố làm tăng cái nguy cơ nhiễm trùng đứa trẻ lên. Vì thế thực ra là chúng tôi không có khuyến cáo sử dụng tắm lá ở trong cái điều trị các tình trạng dị ứng. Vâng, vậy thì để chúng ta có thể phòng ngừa được những cái triệu chứng dị ứng thời tiết của con trên da thì bác sĩ có khuyến cáo nào cho các bậc phụ huynh không ạ? Thực ra là cái vấn đề dị ứng thì khó để điều trị khỏi hoàn toàn. Chỉ khỏi hoàn toàn khi chúng ta không tiếp xúc với kháng nguyên. Vậy thì cái việc đầu tiên chúng ta phải biết được là đứa trẻ dị ứng với cái kháng nguyên gì để lần sau chúng ta không tiếp xúc nữa. Đấy, như chúng tôi nói lúc nãy, dị ứng với kháng nguyên gì thì bố mẹ có thể để ý. Ví dụ như là mùa này bố mẹ cắm, mẹ cắm cái hoa này đẹp chẳng hạn, nhưng con xuất hiện các triệu chứng dị ứng thì có thể để ý cẩn thận là nó dị ứng cái hoa đấy, thì sau mình không cho trẻ tiếp xúc nữa. Hoặc là khi mà chúng tôi sẽ có những cái xét nghiệm, những cái test để chúng tôi biết được rằng là đứa trẻ nó dị ứng với thành phần gì, dị ứng với tác nhân gì, là mạt nhà hay là bụi hay là các cái nấm hay là phấn hoa hay là các cái gì khác. Và khi đấy thì nhiệm vụ của bố mẹ là không cho trẻ tiếp xúc với các cái dị nguyên đấy nữa. Và khi mà không tiếp xúc với dị nguyên đấy nữa thì đứa trẻ sẽ không xuất hiện các triệu chứng dị ứng, sẽ không xuất hiện các triệu chứng ngoài da nữa. Thưa bác sĩ, vậy thì cách điều trị nào sẽ là đúng đắn nhất khi con chúng ta gặp phải tình trạng dị ứng thời tiết trên da, thưa bác sĩ? Vâng, cách điều trị đúng đắn nhất đấy là hiện nay chúng ta sẽ có hai bước. Bước thứ nhất là không cho tiếp xúc dị nguyên, như chúng ta đã nói rất nhiều ở trên, là phải tìm ra được cái dị nguyên đấy và không cho đứa trẻ tiếp xúc với nó. Đấy là cách quan trọng nhất, dừng tiếp xúc hẳn với dị nguyên. Thứ hai là chúng ta sẽ có một số các chế phẩm thuốc nó có thể làm giảm bớt các triệu chứng của dị ứng. Đấy là các thuốc kháng histamine. Một số trường hợp nặng thì chúng tôi sẽ có các thuốc gọi là corticoid để kiểm soát. Tuy nhiên những cái thuốc đấy phải được kê bởi các bác sĩ vì nó sẽ có những tác dụng không mong muốn. Ngoài ra đối với hiện đại nay chúng tôi có một biện pháp gọi là giải mẫn cảm, có nghĩa là cho trẻ tiếp xúc dần dần, tăng đều dần với các cái tác nhân dị ứng, với các nhận dị ứng đấy thì người ta gọi là giải mẫn cảm. Thì sau đấy đứa trẻ khi tiếp xúc với cái dị nguyên đấy nó sẽ không còn các triệu chứng dị ứng nữa. Tuy nhiên cái biện pháp giải mẫn cảm đấy là một cái
nó có rất là nhiều nguy cơ. Vì thế bệnh nhân sẽ phải được thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế, và cái biện pháp đấy chỉ được thực hiện tại bệnh viện chứ không được thực hiện tại nhà. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều về những thông tin vừa rồi. Và thông qua chương trình thì những khán giả cũng có quan tâm về chủ đề này và đặt rất là nhiều câu hỏi. Chúng tôi xin được phép trong thời lượng của chương trình xin được tổng hợp một số câu hỏi tiêu biểu để gửi đến bác sĩ. Mong bác sĩ có thể thông tin rõ hơn cho các bậc phụ huynh. Khán giả có địa chỉ email thuthinhnguyen@gmail.com gửi câu hỏi như sau. Dị ứng thời tiết có thể chữa triệt để không, thưa bác sĩ? Thực ra thì dị ứng thời tiết gần như là nó không, chúng tôi không dùng gọi là điều trị triệt để, mà trong các cơn, các cái đợt bệnh chúng tôi có thể dùng thuốc để cắt các cái đợt bệnh đấy. Tuy nhiên sau đấy thì đứa trẻ nó có thể tái phát lại nếu như mà đứa trẻ vẫn tiếp xúc với các cái dị nguyên đấy. Vì thế là nhiệm vụ của bố mẹ là gì? Là cố gắng tìm ra thử xem con dị ứng với cái dị nguyên nào, và lần sau chúng ta không cho đứa trẻ tiếp xúc nữa. Và thực ra cái vấn đề tiếp xúc nó sẽ có rất là nhiều nguồn, từ nguồn hít thở, từ nguồn không khí, rồi tiếp xúc ngoài da, giả sử như phấn hoa chẳng hạn, hoặc là gì trong chế độ ăn. Nếu như con mình với dị ứng với các thành phần này thì bố mẹ sẽ hạn chế không cho con tiếp xúc với các thành phần đấy nữa, thì các triệu chứng nó sẽ không còn xuất hiện nữa. Khán giả có địa chỉ Facebook Nguyễn Hòa hỏi: con tôi thường xuyên bị nổi đỏ, mè đay sau khi tập thể thao, vậy tôi có cần cho con hạn chế tập luyện không ạ? Nếu như một đứa trẻ mà xuất hiện các triệu chứng của dị ứng, mẩn, ngứa sau các lần tập thể dục thể thao, thì thực ra là chúng ta thấy rằng là thể dục thể thao nó không phải là cái tác nhân gây ra vấn đề nổi mẩn ngứa đấy, mà thử xem là gì môi trường xung quanh, rồi dụng cụ thể dục thể thao, hoặc là nếu như đứa trẻ chơi bóng đá chẳng hạn thì phải xem thử là gì, xem thử cỏ này hay là các cái loại cây trồng xung quanh đấy nó có phải là tác nhân gây dị ứng cho con không, thì mình có thể test bằng việc mình có thể chuyển cái sân bóng cho con không đá sân này chuyển sang sân khác, hoặc là có thể chuyển các trung tâm thể dục thể thao, hoặc là các vị trí vui chơi của đứa trẻ. Một đứa trẻ vui chơi ở gần công viên nó trồng rất là nhiều hoa, và đứa trẻ dị ứng với cái hoa đấy thì chúng ta sẽ bị nhầm với vấn đề là thể dục thể thao gây ra tình trạng sẩn ngứa ngoài da đấy, mà thực tế là các yếu tố xung quanh nó gây ra tình trạng sẩn ngứa, và chúng ta có thể chuyển địa điểm chứ không, tôi nghĩ là chúng ta không nên dừng cái vấn đề thể dục thể thao của đứa trẻ, vì chúng ta thấy rằng là thể dục thể thao nó làm tăng cái sức đề kháng, tăng cái hệ miễn dịch, và nó cũng góp phần nào là làm giảm bớt cái vấn đề dị ứng của trẻ. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ với phần giải đáp vừa rồi, và hy vọng rằng là thông qua 30 phút phát sóng của chương trình thì quý vị khán giả cũng có thể tổng hợp được những thông tin cho mình để có thể có được sự hữu ích trong việc chúng ta bảo vệ sức khỏe cho con khi mà thời tiết giao mùa thay đổi, rồi nùm ẩm xuất hiện đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ thật nhiều khi đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả vì đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi cùng với chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo của chương trình.